Tiếng Trung.vn xin chào các bạn. Ngày hôm nay Tiếng Trung.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu câu tiếng Trung giao tiếp về nhắc nhở và thông báo. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên chúng ta có thể nói là xin giữ yên lặng. Tiếng Trung sẽ nói 请安静, 请安静. Xin giữ yên lặng. 禁止拍照, 禁止拍照 là cấm chụp ảnh. 禁止 là cấm. Tiếp theo chúng ta có từ cấm lửa sẽ là 禁止烟火, 禁止烟火. Cấm đỗ xe, 禁止停车, 禁止停车. 禁止游泳 là cấm bơi, 禁止游泳. 禁止吸烟 là cấm hút thuốc, 禁止吸烟. Hoặc người ta cũng có thể nói là 禁止抽烟, 禁止抽烟. 不要践踏草坪, 不要践踏草坪 là không được dẫm lên cỏ. 不要践踏草坪. 雪崩危险, 雪崩危险 có nghĩa là tuyết lở nguy hiểm. 火灾危险, 火灾危险 là hỏa hoạn nguy hiểm. Chúng ta có từ 危险 là nguy hiểm. 嫌人免进, 嫌人免进 là không phận sự thì miễn vào. 没有入口, 没有入口 là không được vào. 免费入场, 免费入场 là vào cửa miễn phí. 小心楼梯, 小心楼梯 là cẩn thận cầu thang bộ, bậc thang. 注意, 注意, 注意. 小心, 小心 là cẩn thận. 注意, 注意, 危险, nguy hiểm. 危险, nguy hiểm. 请不要浪费水源, 请不要浪费水源. Xin đừng lãng phí nước. 请随手关门, 请随手关门 là xin hãy đóng cửa. 没有空位, 没有空位 là không có chỗ trống. 休息, 在lao, 休息, 在lao. Có thể nói là 休息一会, 在lao một lúc, một lát. 关闭从7月7号到7月15号 có nghĩa là đóng cửa từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. 关闭 là đóng cửa. 营业时间为早上10点到晚上7点. 营业时间为早上10点到晚上7点. Có nghĩa là thời gian mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ta có thời gian mở cửa sẽ là 营业时间, 为 là 是. Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối sẽ nói là 早上10点到晚上7点. Trên đây là một số mẫu câu để nhắc nhở và thông báo. Tiếng Trung.vn hẹn gặp lại các bạn ở các chủ đề tiếp theo. 再见!